Hello anh em à, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cách chọn ra võ hồn mà anh em yêu thích ở cái con game mà đúng là 3D tuyệt thế đường môn anh em này. Ở đây nó có các màu để em lựa chọn ấy, thì mình có liệt kê danh sách anh em chọn 3 màu để anh em làm cái đúng cái võ hồn anh em muốn nhá. Thì mình sẽ thử chọn nhá. Vàng, tím và xanh lá. Vàng, tím, xanh lá sẽ ra được Trần Tâm hay không? Tím là màu này này, xanh lá là màu này, đây có cả màu cam đấy anh em ơi. Đây, vàng, tím, xanh lá. Ok. Xù. Trần Tâm luôn anh em. Ấy, anh em phải chơi Trần Tâm nha. Ok, lấy Trần Tâm. Nó có các màu vàng, tím, xanh lá. Vàng đậm, đỏ, hồng ấy, các kiểu ấy, mình có để danh sách ở dưới để anh em chọn. Ngay cái bài đầu tiên kiểm tra võ hồn anh đã thuộc không ạ? Võ hồn tốt rồi. Cứ phải có tuyệt thế hào kiếm vạn kiếm quy tông nó mới đỉnh anh em ạ. Go. Thụ hồn hóa luôn. Kỹ năng đầu tiên. Nhất kiếm. Đấy. Kỹ năng đầu tiên đã học nhất kiếm nha. Xù. Phóng một cây kiếm siêu to khổng lồ tấn công kẻ địch. Học được kỹ năng thứ hai. Lục kiếm. Nhưng cũng đẹp anh em, chỉnh mắt cố hình lên nó cũng là nái đi gan xin đấy. Lại đây hảo. Ở đây phát hiện một cái thuốc đặc biệt. Bạn giúp tôi lấy cho bác sĩ bên kia xem. À, nói bao nhiêu lần, không có chuyện quan trọng thì đừng lại phiền tôi. Không đúng. Mùi trên người bạn. Mùi trên người bạn. Mùi trên người bạn. Mùi trên người bạn. Mùi 但是看他也不像一只魂兽。又是这个，驿站离这里有点距离，这是他最喜欢的饲料，你喂养下他吧。Chỗ này là lấy pet này, bắt một con pet này cưỡi.不错，他似乎很喜欢你，带上他出发吧。
Kiếm đánh xa ngon nhở, kiếm như làm điện đá vung long đánh xa. Nhưng mà mình thấy đang có vẻ bé hơn mấy con cận chiến anh em. Chém mãi cũng chết. Nhiệm vụ đâu? Lắc à? Lắc lắc lắc. Super bị lắc. Không nhìn nhiệm vụ nữa. Nên thôi chắc clip của mình dừng lại tới đây nhé. Anh em nào thích clip này thì có thể tham khảo cách chọn võ hồn đầu game cho mình. Cảm ơn anh em đã xem clip. Bye bye anh em.